Đài truyền hình SBTN đã cho ra mắt DVD Những Ngày Xưa Thân Ái. Chương trình sẽ đưa khán giả bước vào dĩ vãng, đi vào khung trời kỷ niệm của ngày nào trong 26 nhạc phẩm được chọn lọc thật kỹ lưỡng. Những mối tình của tụi mộng mơ ở cổng trường Trưng Vương, Gia Long. Thuở đó luôn làm lòng ai đó, đến nay vẫn sống âm thầm trong nỗi nhớ. Hãy một lần bước về dĩ vãng để sống lại những ngày xưa thân ái. Để order DVD, xin liên lạc 714-636-1121 hoặc 888-500-2018. Quý vị có thể order trên online sbtn.tv hoặc mua digital copy trên sbtngo.com. Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tạ Trung, xin kính chào quý khán giả đến với chương trình Đối với sự thật. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin được thảo luận đề tài sự kỳ thị chủng tộc đối với người Á Châu. Đây là một vấn đề mà những người trẻ gốc Việt tại Hải Ngoại rất là quan tâm. Và cùng hiện diện với chúng tôi ngày hôm nay là các Tường Phan. Anh Trung xin mời các Tường Phan gửi lời chào đến khán giả. Dạ, cảm ơn anh Trung. Xin chào anh và xin kính chào quý khán giả của đài SBTN. Các Tường, rất là anh Trung rất là hoan nghênh em đã đến đây để mà chia sẻ cùng quý khán giả ngày hôm nay. Thì trước hết, xin em cho quý khán giả chúng ta biết một vài dòng về cái tiểu sử của em. Dạ, cảm ơn anh. Xin chào quý vị, em tên là Cát Tường, em rất là vui vẻ có thể SBTN, gia đình của em xem nhiều cái chương trình của đài SBTN. Em hơi run nhưng mà em rất là sẽ cố gắng. Lý do là em tới Mỹ khi em 3 tuổi, em sinh ở Việt Nam nhưng mà bắt đầu cái đó em đi học ở University of California ở Santa Barbara. Và khi em tốt nghiệp, em về lại quận Cam. Lý do là em rất là thương cộng đồng và em muốn giúp cộng đồng người Việt của mình. Và khi em đi làm trong chương trình giúp mấy bác lớn tuổi, cao niên bị buồn, không có gia đình ở đây. So, trong cái chương trình này, các Tường chia sẻ với mấy bác và nhiều chuyện vui vẻ. And sau khi cái đó, bây giờ em đi học lại, em đi học cao lên ở University of California, Santa Barbara. Bây giờ em học cái master's của em là bằng tiếng Anh, Master's of Public Administration, và em rất là mong tốt nghiệp. Và sau năm này, em sẽ tốt nghiệp ở University of California. Kính thưa quý vị, phải nói rất là dễ thương quý vị, mặc dù em đến đây coi như có 3 tuổi thôi. Coi như 3 tuổi thì coi như cũng gần như là sinh trưởng tại Hoa Kỳ rồi quý vị. Cho nên cái tiếng Việt của em mặc dù cũng rất là cố gắng, nhưng mà quý vị cũng thấy có cái sự gọi là rất là dễ thương, ngọng nghịu của cái người trẻ tại Hoa Kỳ chúng ta. Thì cho nên có lẽ quý vị cũng thứ lỗi, có lẽ trong trường hợp nếu mà em cần đó, em phải nói tiếng Anh đó, thì em cứ nói tiếng Anh. Những cái vấn đề để diễn tả cái tâm tình của em thì nếu cần thì anh Trung sẽ xong dịch lại cho em trong cái đoạn nào mà em cần nói chuyện trong cái vấn đề tâm tình chúng ta. Dạ, yeah, cảm ơn anh. Ok, thì trở lại cái vấn đề ngày hôm nay quý vị, cái đề tài mà chúng tôi vừa trình bày đó, thì phải nói đây là một cái đề tài mà chúng ta thấy những người trẻ họ luôn luôn rất là quan tâm. Thì một lần nữa anh Trung muốn hỏi là tại sao cái vấn đề mà kỳ thị chủng tộc này đó, đặc biệt là những người trẻ của em sinh trưởng tại hải ngoại, tại Hoa Kỳ này, cũng như là những người trẻ tại Hoa Kỳ này rất là quan tâm vấn đề này. Xin em cho biết. Dạ, cảm ơn anh. Cái câu hỏi này là rất là hay và quan trọng của em. Lý do cái đó em muốn chia sẻ với quý vị, với anh, quý khán giả hết lòng của em. So em xin quý khán giả cho em phép nói bằng tiếng Anh và em nhờ anh Trung giúp em dịch lại cái câu trả lời của em nha. Vâng, thì anh em cứ nói tự nhiên. Nói đến một cái vài đoạn nào đó em dừng lại để anh Trung dịch cho quý khán giả biết những cái điều em muốn nói. Ok, xin mời em. Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh. So like so many of people my age, our families came to America to try and find us a better life. And I am extremely grateful to them, but it is the reality that many immigrants, especially non-white immigrants, have a very hard time adjusting to the United States.
So when I was younger, when I went to elementary school, even though I came here at 3 years old, I spoke a lot of Vietnamese, if you can believe it. I spoke so much Vietnamese that I got bullied a lot in school, and it got to the point where my mom was so worried about my well-being and my health that we just stopped talking, only in English, never in Vietnamese, and now that I'm in my 20s, I've forgotten most of my native language. Kính thưa quý vị, thì em Cát Tường có nói là giống như có nhiều người, nhiều gia đình của Việt Nam chúng ta, thì gia đình em đã rất là hy sinh để mà đến đất Mỹ này, để mà em cũng như những cái người người trong gia đình của em, những người trẻ được có những cái cơ hội, có cái cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, trong thời gian đầu, dĩ nhiên em gặp những cái vấn đề rất là khó khăn, tại vì gia đình em cũng như là em cũng biết được những người Mỹ trắng không chấp nhận những cái người da vàng, da màu như chúng ta. Và em cũng đã từng bị bắt nạt rất là nhiều lần, tại vì em lúc còn nhỏ em còn nói tiếng Việt. Kính thưa quý vị, thì cho nên mẹ em cũng như em đã cố gắng nói với nhau bằng tiếng Anh. Đó là cái lý do tại sao mà tới giờ phút này thì hình như em hầu hết em quên gần hết cái tiếng Việt của mình, tiếng mẹ đẻ của mình. Xin mời em. Yeah, cảm ơn anh. So I think naturally the younger generation has grown up in an incredibly different time than our parents, than our grandparents. You know, we grew up in an age of the recession, 9/11, COVID-19, another recession, the most important election of our lifetimes, and now the social justice movements. And this all happened for me personally in 25 years. So our priorities are vastly, vastly different. But with that being said, even though for so long I silenced my Vietnamese culture, I am so proud to be Vietnamese American. I think our history is one of resilience. We cross oceans to make a new life for ourselves and our family, and it is one where we are able to overcome struggles. Dạ vâng, chúng tôi cũng xin cố gắng dịch lại cái lời của em nói là em nghĩ là cái thế hệ trẻ của em đó, nó sinh trưởng và nó lớn lên tại đây, nó khác với những cái thế hệ người lớn của chúng ta. Em đã 25 tuổi và trong cuộc đời đã từng trải qua rất là nhiều vấn đề, những cái sự kiện rất lớn, ví dụ như em nói là 9/11, cái vấn đề mà suy thoái kinh tế, cái vấn đề COVID-19 và những cái cuộc biểu tình để mà đòi lại công bằng xã hội. Tuy nhiên, em cũng rất là tự hào là em là cái người Mỹ gốc Việt, vì theo em đó là cái lịch sử Việt Nam chúng ta là một lịch sử rất là kiên cường và chúng ta luôn luôn vượt qua những khó khăn. Ví dụ em nói những cái trường hợp chúng ta phải vượt biên, vượt những cái sự mà khó khăn để mà đến xứ Mỹ này. Xin mời em. Yeah, cảm ơn anh. And so this took a long time for me to understand. And I'm so thankful that now I'm able to understand, because, you know, I realized that why am I changing myself? Why am I shutting down my culture to adhere to people who are cruel, who are mean, who do not understand anything about what it is like to be Asian American. And I cannot no longer be quiet about this. I have to speak out, and I have to speak out in my language as best as I can. Kính thưa quý vị, thì theo em thì có những cái vấn đề đó mà em đã sinh trưởng và lớn lên ở đây thì em không chấp nhận được. Có những người nè, tại sao em phải thay đổi, cũng như là cái bản chất của mình, con người của mình và những cái văn hóa của mình để mà phải theo những cái người mà gọi là, theo em nghĩ là những cái người mà họ rất là độc ác, rất là hung hăng, để mà vì họ nghĩ rằng họ là cái người được hưởng mọi thứ tại đây, tức là những, mặc dù họ cũng là những người immigrant trước đây, thì đó là những cái điều mà em nói là các em cảm thấy có cái nhiệm vụ là các em phải, nghĩa là push back lại, các em phải có cái sự gọi là trả lời lại cho họ biết là các em cũng là những người di dân tới đây, cũng là sinh trưởng và lớn lên cũng như là build up của cái đất nước Hoa Kỳ này. Xin mời em. Yeah, cảm ơn anh. And I would also like to point out too that racism and racial discrimination is in every problem in our society. You see poor education, that comes from racial segregation. People of color used to not be allowed to even go to school with white people. And now in 2021 and the year before, you see that poor people of color are unable
to protect themselves against this COVID virus. Not only are Asian Americans being blamed for COVID, people on the front lines are unable to get the vaccines, and therefore they are dying at disproportionate rates than our white counterparts. Theo em Cát Tường đó thì vấn đề kỳ thị chủng tộc là một trong những vấn đề là cái vấn nạn lớn trong cái xã hội Hoa Kỳ này. Thì em cứ đưa ra một cái bằng chứng là cái nền giáo dục ở đây nó kém, tại vì có những cái người mà da màu không được đến những cái trường của những người mỹ trắng, da trắng. Quý vị cũng biết đó, nó là em dùng danh từ segregation, có nghĩa là cái sự phân biệt của từng cái, tức là trước đây đã được hợp pháp trong quốc gia Hoa Kỳ này, tức là khi mà họ đưa những cái người mà da màu đến những cái trường học của người da màu mà thôi đó, thì cái vấn đề này trước đây đã được cái vấn đề hợp pháp. Thì một cái điều nữa mà em nói là những cái người da màu đó nghèo đang chết vì COVID-19 rất là nhiều, và họ không có được những vấn đề mà cái vaccine để mà chủng ngừa một cách nhanh chóng, mặc dù ngay cả họ là những cái thành phần mà gọi là lao động chính yếu, nó gọi là những cái người mà đáng lẽ ra được tiêu chuẩn là phải có cái vaccine. Thì những cái người này, đó là cái sự không công bằng. Mặc dù những cái người nhập cư này đó luôn luôn đôi khi đã bị gọi là hãy về nước đi, tức là hãy cút về nước đi. Thì mặc dù những cái người nhập cư này, quý vị cũng biết là theo em đó, là những người immigration này chính là những cái người mà xây dựng cái đất nước Hoa Kỳ được tốt đẹp như ngày hôm nay. Thì có lẽ là một vài điều mà anh Trung muốn, có lẽ trước khi chúng ta tiếp tục cái chương trình này thì anh Trung muốn tạm ngưng chương trình trong chốc lát và chúng ta sẽ trở lại nha. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được tạm ngưng chương trình trong chốc lát và sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được trở lại phần 2 của chương trình đối diện sự thật ngày hôm nay với chủ đề là sự kỳ thị chủng tộc đối với người Á Châu và đặc biệt là người Việt Nam của chúng ta. Và cùng hiện diện với tôi một lần nữa là em Cát Tường Phan. Em Cát Tường, trong cái phần đầu em đã nêu những cái nguyên nhân nào mà có cái sự kỳ thị cho chủng tộc. Và đó là những cái vấn đề mà những cái nhận thức của những người trẻ, em tiêu biểu của những người trẻ. Thì anh Trung muốn hỏi em thế này là cái kinh nghiệm của em đó, trong gia đình em đó, em có bao giờ bị vấn đề kỳ thị chủng tộc hay chưa? Dạ, cảm ơn anh. Một lần nữa, Cát Tường xin phép quý khán giả trả lời cái câu này bằng tiếng Anh. Cái chuyện này xảy ra với Cát Tường, với mẹ của Cát Tường. Và cảm ơn anh Trung sẽ dịch cái câu hỏi của em nha, or câu trả lời của em nha. Ok, rồi. Sure. Dạ vâng. So when I was in university about 4 years ago, I would visit my family on the weekends. So this happened in Belaterra in Huntington Beach. My mom and I were going shopping. We were in the parking lot. It was a busy day, but there were still a lot of spaces in the parking lot. And then when we went in to our spot, an open spot, we were faced with this incredibly angry man. Kính thưa quý vị, thì em Cát Tường cũng muốn chia sẻ với quý vị một cái câu chuyện mà bản thân em đã gặp phải vấn đề về kỳ thị chủng tộc. Là thì em nói là cách đây 4 năm về trước, khi em còn đang học đại học đó, lúc em về thăm gia đình đó, thì mẹ em và em đến cái vùng mà Belaterra ở Huntington Beach. Nếu quý vị ở vùng Little Sài Gòn thì quý vị biết đây là cái khu shopping rất là nổi tiếng tại Huntington Beach để mà mua sắm. Thì trong khi mà mẹ em và em để mà chuẩn bị đậu vào cái chỗ parking lot á, là cái parking là theo em nói là lúc đó có nhiều cái chỗ trống, rất là nhiều trống. Và sau khi em vừa đậu vào đó thì đột nhiên có một cái trường hợp nó xảy ra. Xin mời em tiếp tục. Yeah, cảm ơn anh. So this man, he was banging on our window, and we were two, you know, like small Asian women in the car. And he said, "You took my spot. This was mine, and you need to say sorry." And this was incredibly random. We had no idea who it was. And luckily, my mom was very calm, and she was like, "I don't appreciate you talking to us like that. If you want the spot so badly, you can have it, but there are so many more." Thì em nói là
đang chuẩn bị đậu xe thì có một cái người Mỹ trắng họ đập vào cửa xe của em, thì họ nói là cô đã chiếm cái vị trí của chúng tôi, cô có biết không, nếu không nếu cần thì cô phải có cái sự xin lỗi. Mặc dù xung quanh đó rất là nhiều chỗ trống quý vị, thì mẹ em rất là bình tĩnh, mẹ em nói lại là tại sao ông phải la hét chúng tôi như vậy, nếu ông muốn đậu cái chỗ này thì chúng tôi sẵn sàng nhường lại cái chỗ này cho ông, nhưng mà cái vấn đề đây là nó còn rất là nhiều chỗ trống, tại sao ông phải đến mà ông gọi là la hét với chúng tôi như vậy. Xin mời em. Yeah. And it seems like such a small incident, but he only got even angrier and he said, "People like you don't belong here. You need to go home where you belong. You don't belong in my city." And I remember as we were pulling out, I was so upset. And my mom, she didn't understand. She was like, "Okay, I guess we'll just go back to our apartment." And I said, "No, that's not what he meant, Mom. He said, we as Asian people don't belong in the United States. He belongs here, and we are people who just come in and steal from them. That is what he's trying to tell us." Kính thưa quý vị, thì cái người đàn ông đã đến, mặc dù là một cái thái độ rất là ôn hòa nhã nhặn của người mẹ của Cát Tường, nhưng mà ông ta đã có vẻ rất là tức giận và ông la hét lại thế này. Đây là đất nước của ông, đây là thành phố của ông ta, và tức là mẹ Cát Tường cũng như Cát Tường không phải là cái người mà gọi là belong here, không phải là cái người trực thuộc vào cái thành phố này, đất nước này, thì go home có nghĩa là về nước đi, tức là họ nói như vậy. Thì cái danh từ này quý vị cũng đã nghe rất là nhiều lần xảy ra rồi, có những cái đối với những người Mỹ trắng. Và em nói là em nhớ mình rất là khó chịu về cái cách nói chuyện của cái người này, tại vì ông ta đó nếu nói chuyện trước hai người phụ nữ mà lại có một hành vi rất là hung hăng như vậy, thì theo em đó, thì em nghĩ là ông ta là cái người mà luôn luôn ông nghĩ là ông là cái người gọi là đất nước này của ông, chứ không phải của tất cả những người khác. Yeah, cảm ơn anh. And I want to end this story by saying I remember that he had a government badge and he worked for the city. And I remember thinking that racism isn't just from people who are uneducated. It comes from everyone. It comes with people of power, and it comes from people within our own government. And it's important for us to diaseya kinh, we have to share our experiences. So thank you, Anne, for letting me share. Một cái điều mà cuối cùng em muốn chia sẻ là thế này quý vị, là cái người sau khi mà em nhìn cái người mà đàn ông bị trắng đó, thì ông có mang cái badge. Quý vị cũng biết là những cái người mà làm việc government, họ có những cái badge, tức là của thành phố hay là của government. Thì em muốn nói rằng là cái vấn đề kỳ thị chủng tộc này không phải là những cái người mà không có học thức, những cái người bình thường không có học thức, mà ngay cả những người Mỹ trắng có học thức, và ngay cả những cái người làm việc trong government, họ vẫn là cái vấn đề kỳ thị chủng tộc. Thì đó là cái lý do em muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm này đã xảy đến cho em cũng như là gia trong mẹ em, để mà chúng ta biết rằng là cái vấn đề này thật sự có thật xảy ra, để mà quý vị có những cái cơ hội, nếu mà chúng ta phải hiện diện, phải đối diện với những vấn đề này thì chúng ta sẽ nên làm như thế nào. Rất là cảm ơn của em. Yeah, thì anh Trung muốn hỏi cái câu thế này em, thì cái vấn đề mà bạo lực, vấn đề kỳ thị với chủng tộc, thì theo anh Trung được biết là những cái năm gần đây đó nó càng ngày nó càng có cái sự bạo lực hơn. Tại vì trước đây thường thường họ chỉ đến họ những cái người kỳ thị họ chỉ đến chửi rủa mình thôi, mà sau này quý vị cũng nhìn thấy trong màn ảnh vừa rồi đó, có những cái trường hợp mà họ có thể là tấn công, họ có đập phá, tức là coi như gần như là physically, có nghĩa là họ hành hung. Rồi đôi khi có những người đã bị chết vấn đề hành hung này, trong cái vấn đề bạo lực này. Thì theo em nghĩ thì có thể em cho biết sơ sơ vài cái tình trạng kỳ thị chủng tộc trước đây nó xảy ra rồi, nhưng mà bây giờ càng ngày nó xảy ra như thế nào. Có một vài con số để mà quý khán giả chúng ta biết đây là vấn đề sự thật, chứ không phải là vấn đề như mà mình nghĩ là không có. Xin mời em. Yeah, cảm ơn anh. Cái chuyện này là rất là đau khổ cho các đường, lý do là mấy người lớn tuổi bị bạo lực giống ông bà của các đường, và rất là quan trọng là mình chia sẻ kinh nghiệm của cái kỳ thị chủng tộc. Bây giờ em sẽ trả lời bằng tiếng Anh hơi, và nếu mà có câu hỏi trả lời bằng Việt Nam em sẽ trả lời bằng cái đó. So I want to emphasize that many Asian Americans are being blamed for the COVID virus, which is not true and which is unfair. And words like China virus or Kung flu, words have consequences. And now the consequences are becoming actions
and hate crimes against specifically our most vulnerable in the Asian community? Thì theo em thì em Cát Tường nói là tức là những cái người Á Châu chúng ta thường thường bị những vấn đề kỳ thị chủng tộc. Quý vị cũng nghe cái danh từ là cái COVID-19 họ gọi là con flu, hay là tức là những cái người mà khi mà họ nhìn thấy những cái người mà da vàng đó, họ nghĩ chúng ta là cái người China, những cái người Trung Quốc, thì họ cũng nói là cái chúng ta là những người đem đến cái bệnh dịch cho họ. Phải không em? Dạ, dạ phải anh. Okay, yeah. Và trong cái thời điểm này là rất là nguy hiểm cho mấy người lớn tuổi, cao niên của mình. Và tổ chức Stop AAPI Hate có gần 300 cái chỉ nghị hate crime counts. They have received 3,000 incidents of hate crimes, and the New York City Police Department have seen a 1,900% increase in their hate crimes against the Asian American community. Tức là theo em đó, thì em nói là cái một cái tổ chức là AAPI Hate Crime đó, vì gần 3,000 cái trường hợp, 3,000 cái vấn đề mà gọi là report, những cái tường trình vấn đề chống lại những cái người Á Châu của chúng ta. Và theo New York Police Department, tức là cái cơ quan mà của Police Department của New York, họ nói là nó cái vấn đề mà kỳ thị, vấn đề đối với những người Á Châu và Thái Bình Dương chúng ta đó, 1,900%, quý vị, tức là đối với cái năm 2020, tức là cái năm vừa rồi nó gia tăng rất là nhiều, 1,900%. Xin mời em. Yeah, cảm ơn anh. And my last point I just want to say is that this hits very close to home. Like I've mentioned, and as you have seen, a Thai man in Oakland was killed. A Vietnamese woman was robbed right before Tết. And recently in San Diego, women are being beaten just because they're Asian. And this all happened in the last month, in this month of February of this year. Và một cái điều mà em muốn chia sẻ là cái vấn đề này nó gần gũi với cái những cái người mà trong cái cộng đồng chúng ta. Em đưa từ bằng chứng là có một người Thái đó tại vùng Auckland đó, đã bị giết trong vấn đề mà kỳ thị chủng tộc này. Và một cái người lớn tuổi, cái người mà lớn tuổi Việt, một cái bà lớn tuổi Việt Nam của chúng ta cũng đã bị gọi là nó trộm cướp ngay trước khi mà cái Tết. Thì đây là những cái điều mà theo em nói là nó có sự thật, quý vị. Thì đó là những cái điều mà chúng ta phải rất là quan tâm, đối với đặc biệt là những người lớn tuổi. Dạ, cảm ơn. Thì như vậy thế em, một cái lời cuối cùng là em có cái lời khuyên như thế nào đứng trước những vấn đề này, đặc biệt là những người lớn tuổi, trước khi chúng ta chia tay em? Xin mời em. Dạ, cảm ơn anh. Em muốn khuyên mỗi người ở nhà là rất là cẩn thận khi mình đi khỏi nhà. Mình không có nên đi một mình nên có người quen hoặc là người trẻ trong gia đình của mình. Và mấy em trẻ trong các trường, mình nên nói chuyện với gia đình, với ông bà, với người thân yêu lớn tuổi, cho mọi người biết chuyện gì đang xảy ra trong thời điểm này. Nếu mà mình chia sẻ được, mình có thể may mắn và mạnh mẽ hơn trong cộng đồng của mình. Rất là cảm ơn em đã đến đây chia sẻ. Kính thưa quý vị, thì trong cái tâm tình em đã cắt tường, em cũng làm trong cái ngành nghề nó có liên hệ đến vấn đề này, thì em đến đây để chia sẻ chúng ta những cái tâm tình của em và những cái lời khuyên mà chúng tôi nghĩ rằng là rất là hữu ích. Thì đặc biệt những người lớn tuổi, chúng tôi mong rằng là quý vị nên thận trọng trong vấn đề này để mà bảo vệ cái vấn đề an toàn cho mình cũng như những người thân của mình. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị đã đến đây và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị một lần tới. Rất là cảm ơn em đã hiện diện ngày hôm nay, thưa cắt tường. Dạ, yeah, cảm ơn anh rất nhiều và cảm ơn quý khán giả của đài SBTN. Hy vọng một ngày đẹp trời mình sẽ gặp lại sau. Đài truyền hình SBTN đã cho ra mắt DVD Những Ngày Xưa Thân Ái. Chương trình sẽ đưa khán giả bước vào dĩ vãng. Quý vị có thể order trên online sbtn.tv hoặc mua digital copy trên sbtngo.com.